thì châu đốc cũng còn nguyên. Kiếm cái gì trên đó thì nó nói là đi kiếm măng, rồi mùa này là mùa mưa thì bắt đầu có măng nè, thành thử ra tụi nó lên kiếm măng. Còn mùa hạn thì tụi nó đi lên đó thì tụi nó đi kiếm cây thuốc. Con tao vẽ lắm để tao nấu canh chua chiều nay canh chua làm mấy thấy cái tẹp chua có phải không hả? Nôn này lớn nó nhiều mà như vậy nó này lòng để nấu canh chua.
Mình mòn lên xin nè. Dạ. Ừ, anh mòn tìm cả mỗi đất còn làm đám mái. Cái hồn mùi ra đọc non rồi nó non non đọc le mà nó đọc le ăn chua chua rồi để cái đọc non kia là cái chùa.
kéo nó đi qua trời, với nó sợ con gái tôi nữa trời. Nó tiếc đó, tiếc không cho nó đi thôi. Con này tên con gấu, cũng chó, chó này chọn chó con. Dặn nó nhóc này nó dẫn con này đi theo để đi tranh dịch luôn. Tụi nó nghĩ gì rồi, đi theo qua nó tranh dịch. Con ta lấy nó về cho bọn mình. Ở đây mình ta cắt xong rồi cho bọn mình. Ai muốn ăn gì vậy? Còn không, không ai lấy. Còn trên đồng này có đốt. Bởi vì nó có cái mùi khối đốt đồng á, vì nó do người ta đốt rơm. Rơm đỏ mà còn dư lại trên đồng. Cái xe này là vì người ta, cái xe này là để mà ta thu hoạch ta lúa ở trong xa xa. Cái ta đưa người ta thảy lên đây, ta chở ra. Chở ra mấy chỗ ngồi thuận tiện. Cái này là xe này, xe lông. Con ta trên núi nè, ta đi xuống ở dưới đồng bằng, ta đi kiếm cỏ về cho bò. Người chở bao ngày đi kiếm bao người nuôi một hai con bò. Rồi mấy hôm trước thấy một mình không giờ đi đâu hết trơn rồi. Người sống rồi. Nó đang lùi. Bắt đầu chín rồi.